Cần bán nhà xây mới 4 tầng tại tổ 11, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Nhà có hướng chính là hướng Tây Nam, được thiết kế 4 tầng. Và đây là căn góc. Đấy, có cửa mở ra tiếp xúc ở hai mặt ngõ. Đây, mặt ngõ rất là rộng, mọi người có thể nhìn thấy là ngõ này là ngõ thông, hai xe máy này có thể tránh nhau rất là thoải mái. Đấy, nhà có diện tích là 30m², được chúng tôi xây mới 4 tầng với thiết kế là bao gồm là 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 3 nhà vệ sinh. Đấy, đang được chúng tôi chào bán với giá là 1.850.000.000 đồng. Đấy, sau đây thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết toàn bộ cái ngôi nhà để cho mọi người có thể là hình dung được. Đấy, chúng ta sẽ có hai cửa ở đây, một cửa chính là mở ra ngoài đường to và một cửa ngách phụ là mở vào đường ngõ bên trong đây. Thiết kế của cái mặt tiền đây là toàn bộ là hệ thống mặt tiền đã được ốp bằng đá granite hết. Sẽ bao gồm hai hệ thống cửa, cửa chính và cửa phụ. Cửa chính sử dụng là lớp bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện, phía bên trong là cửa nhôm kính và sẽ có thêm một cửa phụ đây là cũng là sử dụng là bằng cửa nhôm kính. Đấy, sau đây là tôi sẽ giới thiệu chi tiết ở phía bên trong của ngôi nhà để cho mọi người là có thể hình dung dễ hơn. Đấy, thì ở dưới tầng 1 của chúng ta là sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng khách, một phòng bếp và một phòng vệ sinh. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy rõ luôn. Cái với cái diện tích là 30m² đã được chúng tôi thiết kế tính toán rất là tỉ mỉ. Đấy, cho nên là những cái không gian của ngôi nhà từ phòng khách đến phòng bếp đều là rất là thoải mái. Đây, mọi người có thể là nhìn rõ cái khu phòng khách đây. Đấy, chúng ta là có thể là kê sofa, kê bàn ghế, kê kệ tivi các thứ rất là tiện. Và đây là ở phía bên trong khu vực phòng bếp. Toàn bộ hệ thống tủ bếp là sử dụng là bằng gỗ acrylic chống cong vênh và mối mọt, sử dụng tông màu trắng. Đấy, cho nên là vào ngôi nhà rất là sáng, rất là thoáng. Hệ thống vòi rửa và chậu rửa là sử dụng là bằng chất liệu inox 304 hàng nhập khẩu Hàn Quốc. Và ở phía tầng 1 đây chúng ta sẽ có thêm một cái nhà vệ sinh phụ nữa. Nhà vệ sinh phụ là sẽ có cái hệ thống bồn cầu, hệ thống vòi xịt, hệ thống vòi rửa và có cả hệ thống máy bơm nước tẩu để cho sử dụng lên toàn bộ cho tất cả ngôi nhà. Đấy, mọi người có thể là nhìn qua lại toàn bộ những cái không gian của tầng 1 đây. Đấy, không gian được thiết kế rất là hợp lý, mặt ngõ thông rất là thoáng. Tiếp theo đây là mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 2. Thì thiết kế của tầng 2 là sẽ bao gồm là một phòng ngủ chính và một phòng vệ sinh. Thiết kế là chỉ có một phòng ngủ đấy, cho nên là phòng ngủ rất là rộng. Phòng ngủ cực kỳ rộng luôn. Đấy, chúng ta là có thể là kê giường tủ này, bàn làm việc, bàn trang điểm. Đấy, rất là thoải mái. Đấy, thiết kế của phòng ngủ rất là rộng luôn. Chúng ta sẽ có hai cửa sổ, có cửa sổ mở ra cả hai phía. Đấy, phía chính và phía hông đây, để lấy ánh sáng và không khí cho toàn bộ ngôi nhà. Toàn bộ những cái hệ thống trần thạch cao, đèn led này, hệ thống sơn tường hay hệ thống gạch lát nền này đều được chúng tôi hoàn thiện xong hết rồi. Sử dụng là gạch lát nền này, gạch kích thước là 60-60 hàng loại 1. Sơn tường là sử dụng là sơn dô tôn. Có cửa thông phòng là sử dụng là bằng cửa nhôm hệ cao cấp. Đấy, cửa rất là rộng, rất là cao. Và đây là cái khu vực nhà vệ sinh của tầng 2. Đấy, nhà vệ sinh được chúng tôi là ốp bằng gạch kích thước là 30-60 hàng loại 1. Đã lắp đặt đầy đủ hết toàn bộ những cái hệ thống bồn cầu, lavabo, sen tắm gương và phụ kiện. Đấy, bồn cầu này, lavabo, hệ thống sen tắm và hệ thống phụ kiện. Chúng tôi cũng đã thiết kế sẵn các hệ thống ống chờ và đường điện để khách hàng có thể là lắp điều hòa. Tiếp theo đây là mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 4. Thiết kế của tầng 3 và tầng 2 là sẽ tương tự như nhau, nên chúng ta là sẽ có một phòng ngủ chính và một phòng vệ sinh. Đấy, thiết kế là giống hệt như tầng 2 thôi. Đấy, phòng ngủ rất là rộng và đây là phòng vệ sinh. Đã đầy đủ hết toàn bộ cái hệ thống thiết bị rồi. Sau đây mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 4. Ở
Ở phía bên trên tầng 4 thì chúng tôi sẽ thiết kế là bao gồm là một phòng ngủ, một khu vực để máy giặt và một khu vực sân phơi. Thì ở phía ô cầu thang là chúng tôi cũng thiết kế cái hệ thống ô giếng trời để cung cấp ánh sáng cho toàn bộ cái hệ thống ô cầu thang này và toàn bộ ngôi nhà. Đây là cái khu vực phòng ngủ đây. Chúng ta có thể kết hợp là phòng này là vừa là phòng ngủ và cũng có thể là phòng thờ luôn được. Đấy. Diện tích các phòng rất là rộng. Đây là khu vực để máy giặt đây. Toàn bộ những hệ thống điện này, hệ thống cấp nước và xả nước này đều được chúng tôi là đã được thiết kế rất là hợp lý. Ở phía bên ngoài đây là khu vực sân phơi. Đã hoàn thiện xong hết toàn bộ những cái hệ thống chuồng cọp đảm bảo an toàn cho ngôi nhà. Đó, mọi người có thể nhìn thấy là cái khu vực xung quanh là nhà cửa dân cư ở rất là đông. Đấy, khu vực đông dân cư. Và cái vị trí của ngôi nhà này cách cái khu đô thị Đô Nghĩa, cách hồ điều hòa, công viên âm nhạc Đô Nghĩa là chỉ khoảng tầm 200m. Đấy, và xung quanh nhà thì có đầy đủ tất cả các tiện ích: chợ, trường, phường, trạm. Mọi người có nhu cầu xem nhà hoặc là cần tư vấn thêm thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video nếu như mà thấy hay và có nhiều nội dung thì nhớ chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Nhớ like video và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về nhà và các bất động sản cần bán khác của bên công ty chúng tôi. Cái ngôi nhà này thì là tôi xin nhắc lại một chút là có hướng chính là hướng Tây Nam. Diện tích ở trên sổ đỏ là 30m2. Thiết kế là 4 tầng, đang được chúng tôi chào bán với giá là 1 tỷ 850 triệu đồng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn bộ những cái chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu. Đã, xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của chúng tôi.